Chào các bác nhé, tiếp tục buổi sáng anh em. Hôm nay lại thợ đi bàn giao cho khách chiếc điều hòa, con này là 10.000. Tiếp tục anh chị em lại ủng hộ cho em ca đầu giờ. Đấy, vậy thì em cũng rất là cảm ơn anh chị em đã tin tưởng ủng hộ hàng cho em. Và tiện đây em sẽ giới thiệu cho các bác tiếp theo còn hai cái sản phẩm đẹp nữa. Sản phẩm rất là đẹp của dòng Palavenian. Đó là hai con này đều là 9.000 BTU các bác nhé. Đấy, đầu 22 cũng đóng thì rất, máy rất đẹp đúng không? Đấy, anh em nào quan tâm thì liên hệ với em hai chiếc máy này. Đây, hai con 9.000. Đấy, đây là trong những cái phân khúc máy bíp, em mà bán máy bíp nhiều hơn. Đấy, bởi vì nó chạy khỏe và đạt hiệu suất năng cao hơn. Nhưng tuy nhiên thì mà giá thành thì nó hơi cao. Đấy. Rồi đầu giờ thì em làm clip nhanh để chuẩn bị em đi bàn giao cho khách hàng những cái máy trong buổi sáng ngày hôm nay. Rồi, vậy bác nào quan tâm với dòng điều hòa thì liên hệ ủng hộ. Vâng, xin chào các bác.